Rồi ủa tửng tửng cỡ nào em? Tửng thì cũng vừa vừa thôi. Chi vậy mà tự nhiên xin chọn bạn gái mà tửng tửng chi vậy? Đi làm về có gì đó vui vui đấy. Ủa chứ ví dụ là tửng tửng sao vui đâu em? Thì về chọc ghẹo rồi này nọ chứ vậy thôi. Ờ à, vậy hả? Dạ. Em... tới tới giờ cơm cái họ tửng đó đó nữa để người ta đang nói chuyện người ta khai thác đây là nữa nè. Không phải là giả tỷ như tưởng tưởng là đi 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 làm về đáng lẽ dọn cơm nấu cơm ăn mà không có thấy nấu cơm có thấy quậy thao xà bông ngồi thổ bóng chơi vậy đó hả? Dạ. Là vui hả? Vui. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. À, chào em tên là gì? Dạ xin chào quý vị khán giả và em chào chị. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Kim Hồng, em năm nay 22 tuổi và em đến từ Tây Ninh. Mời bạn nam của chúng ta. Mời bạn nam. Chào anh Hùng ơi. Chào bạn. Em tên là Phạm Quốc Dũng. Năm nay em 23 tuổi. Ê 24 tuổi. Tuổi mà có ê là sao bạn? Tại em run quá chị ơi. À. Em đang là kỹ thuật viên điện lạnh. Tức là làm cho máy lạnh rồi đó hả? Dạ, dạ. Sửa chữa máy lạnh, tủ lạnh. Bạn quê ở đâu? Dạ, quê em ở thành phố luôn. Thành phố luôn. 20 mấy tuổi đẹp trai thế này tập tạ hả? Có chơi tạ hả? Dạ. Chơi lâu chưa? Mới chơi thôi. Ủa bộ đô lắm hả? Đô lên. Lắm. Có mấy người yêu rồi? Dạ, chưa có người yêu. Từ xưa giờ? Từ xưa giờ chưa có. Thiệt không? Thiệt. Sao đẹp trai mà không có người yêu? Tại vì nói chung là tại em học với lại công việc của em làm toàn với nam không à. Thôi nên, đi nhiều khi có khuyết điểm gì đây nè. Tập tạ khi nào tập trung nữ không? Đó là kỳ. Kỳ quá. Có mà. Trong cái phòng nữ tập tạ nhiều lắm à. Có mà em cũng không có tiếp xúc nhiều. Nhát hơi bị nhát chút xíu. Đó là lý do tại sao bạn ế đó. Còn bạn nữ em học sinh viên thì trời ơi, bạn bè sinh viên trong trường thiếu gì mà tại sao mình không tìm được cái người bạn trai cho mình mà phải nhờ đến chương trình? Thứ nhất là do có lẽ do em quá kén chọn, với lại toàn ở trong đó toàn mấy bạn cùng ngành với em không à, mà em thì không thích trai cùng ngành. Sao vậy chứ em thích trai ngành gì? Thường thì em thích mấy người làm về liên quan nghệ thuật. À, ví dụ em thích như mấy người bán hoa, bán shop, bán cà phê. Trời đất ơi, học hành luôn. Và thôi giờ tôi thấy gì đầu vụ này lạ. Mình là mình có học đại học thì mình cũng thường thường ta muốn tìm cái người là học cao hay gì, sao tự nhiên tìm người thích bán hoa bán cà phê là sao em? Tại vì em thấy cái đó nó vui, nó thú vị, với lại em thấy mấy người mà học chung với em á toàn là cứng nhắc, tính toán, chi li, nói chung là cái gì cũng tính đó chị. Chứ là em không thích lấy chồng về mà chung ngành mất công, lỡ sau này ly dị mất công tính toán nhiều lắm. Cái gì chưa lấy chồng mà tính cái chuyện ly dị rồi cô, cái gì kỳ cục vậy, quan điểm này lạ. Trời ơi em, giờ ví dụ như lấy vợ mà vợ bắt mình bán cà phê bán hoa em chịu không? Chịu đó anh. Hả? Chịu không? Bán buôn bán cũng có lời chứ. Nhưng mà em thích bán hoa không? Cũng được anh. Chà em bán hoa chắc hợp lắm à. Anh để em hỏi bạn nữ là vậy, lý do ngày hôm nay tại sao em, lý do em tìm đến chương trình? Dạ cái đó là do mẹ em. Ủa sao do mẹ em? Tại vì mẹ em xem, mẹ em nói chương trình này có nhiều cái vui cái thú vị. Với lại mẹ em nói là tại vì ở trong trường thì em quen nhiều, nên mẹ em nói cái này chắc người không quen chắc cứ hợp hơn với em. À là ở nhà cũng mong muốn em tìm được người bạn trai tâm đầu với hợp để tiến xa hơn đúng không? Nói chung nhà em sợ em ế lắm, nói lỡ mà ra trường rồi là không quen ai là ế chắc luôn. Rồi ơi. Rồi vậy bản thân em thì em thấy em có những ưu điểm gì? Ưu điểm của em á, nó nhiều. Rồi gì nữa? Em rất là thẳng tính, thích đi chơi. Cái đó là ưu điểm đó hả? Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không biết nấu ăn. Rồi mai mốt hai chồng lấy nhau về là ai nấu? Ví dụ sau này em có chồng thì em sẽ đi học nấu ăn, hoặc là không thì em về em mướn người nấu. Rồi thôi mướn người nấu rồi tiền đâu trả. Tính gọn luôn. Ồ ba tính lạ ghê. Chịu không em? Thôi để anh nấu cho. Biết nấu không mà đòi nấu. Không biết nấu mà cũng nấu đại đó. Nhưng mà có vợ mà chồng đi nấu vợ, coi cho vợ ăn có kỳ không? Bình thường ha. Vậy đâu kỳ, anh lên thì ai biết nấu thì nấu thôi. Công việc thì mình làm xong mình về mình gánh gỏi làm gì, mình phụ thôi. Đúng rồi. Giờ về giặt tả cho con bú này kia làm được không? Con bú thì chắc không được rồi. Còn giặt tả thì giặt được. Không được, bình thường tôi xưa giờ cho con bú hoài gì đâu. Bú bằng cha thì được. Chứ nói bú bằng gì. Trời ơi đất ơi. Chỉ tầm bậy tầm bạ không à.
À, em hồi đó giờ em có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. 2 mối tình. À, những bạn trai đó làm sao? Dạ một bạn của em á là em với bạn đó chia tay là do bạn đó đi du học. À. Còn một bạn nữa là do gia đình hai bên không chịu nhau chứ không phải là hai người không chịu. Ừ. Rồi bây giờ là ngoài 2 bạn đó ra rồi bây giờ là người bình thường mà không có chơi chung em từ nhỏ là coi như giờ không có cua em được. Dạ cũng không phải, nhưng mà em thích mấy người nói nhiều á, vô chém gió với em. Rồi là ai nói ai nghe, một người nói phải có người nghe chứ giờ 2 người. Hàng xóm nghe chị. Vậy em thích cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, nói nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy cái người mà thích cái người mà đàn con trai mà nói nhiều. Cô này cũng có nhiều cái tiêu chuẩn lạ, cái bằng lạ kinh khủng luôn á. Rồi còn về ngoại hình. Cao. Cao nhiêu? Mét 7 trở lên, tại bồ em từ dư tới giờ toàn cao luôn, toàn mét 7 trở lên không? Sao tự nhiên mình kiếm bạn trai mới mình so sánh với bồ cũ là sao? Không phải, tại vì em thích cao chị. Lỡ sau này về có con nó cũng cao được xíu. Có mẫu người lý tưởng nào không? Nếu mà em thích thì em thích Bình Minh, anh Bình Minh. Không biết ảnh có thích em không nữa, để giờ hỏi ảnh thôi. Rồi cái gì ở điều đàn ông mà em không thích? Dạ em ghét những phút thuốc. Với lại mấy người mà tối ngày la cà quán xá. Với thêm cái nữa là tối ngày nói chuyện nhau mà tối ngày cứ người ôm điện thoại, người ôm iPad là em không thích cái đó. À. Các bạn nãy giờ sao? Sao đây? Bên kia đưa ra cái tiêu chuẩn vậy, bạn thấy mình có cái nào không? Cao nhiêu, cao nhiêu? Em có 1m66 à. Được không em? Bớt vài phân đi. Kén quá. Bên đây lắc đầu rồi đó anh Linh. Không, gặp là bảo đảm chịu thôi. Bên đây đẹp trai lắm. Phải không? À, bạn có nhiều chuyện không? Dạ, cũng không nhiều chuyện. Không nhiều chuyện lắm. Dạ. Mẫu người phụ nữ bạn thích là như thế nào? Nói nhiều hơn em. Rồi, có luôn. Dễ thương. Có luôn. Độc và lạ. Độc có luôn, lạ có luôn. Bây giờ em thấy lạ không? Quá trời lạ. Bây giờ luôn. Độc lạ, đưa tiêu chuẩn thấy độc lạ rồi. À, hơi tưng tửng tí. Tưng tửng. Có luôn. Có rồi. Tôi chưa có nghe hai cái cặp này lạ lùng. Một người á, trời ơi, người thì đòi bạn trai nói nhiều, người thì đòi bạn gái tưng tửng. Ủa tửng tửng cỡ nào em? Tửng thì cũng vừa vừa thôi. Chi vậy mà tự nhiên xin chọn bạn gái mà tửng tửng chi vậy? Đi làm về có gì đó vừa vui đấy. Ủa ví dụ là tửng tửng sao vui đâu em? Thì về chọc ghẹo rồi này nọ chơi thôi. Ờ à, vậy hả? Dạ. Em... Vậy tới giờ cơm cái họ tửng đó đó nữa, để người ta đang nói chuyện người ta khai thác đây nữa nè. Có nghĩa là giả tỷ như tưởng tưởng là đi làm về đáng lẽ dọn cơm nấu cơm ăn mà không có thấy nấu cơm, cái thấy quậy thao xà bông ngồi thổ bóng chơi vậy đó hả? Dạ. Là vui hả? Vui hả? Ủa lấy bạn gái về là vui thôi hả? Mua vui thôi hả? Dạ. Còn không thích cái gì nữa, có điểm nào không thích nữa không? Không thích nha, chứ thích thì tưởng tưởng là hiểu rồi đó. Nói chung là không thích là người quá nó gió quá nhiều. Ví dụ như là bữa đó đi chơi với người khác thì cứ nói em thiệt, em cho đi chơi thôi chứ đừng nói là bữa đó trong công ty có việc là em không thích. Có nghĩa là anh ơi, anh bữa nay có thằng kia trong công ty nó tán em, rủ em đi coi phim cho anh, cho em đi coi với nó là cho đi. Dạ. Hèn chi mà thích bạn gái tưởng tưởng. Vui không em? Vui hả? Hợp không? Chị cũng quan trọng mình tin bạn thôi đúng không em? Đúng rồi, đẹp trai mà thoáng này dễ có người yêu lắm. Vui dạ, lắm. Chào anh. Vui không? Dạ vui. Cười lớn cái coi. Cười cũng độc nữa nha, cười lại cho 2, 3. Cười lạ lắm á. Nãy giờ mà em nghe nói bằng bạn trai em lãnh, em cảm nhận như thế nào? Em thấy bạn đó vui. Nếu về chém gió được quá tốt. Còn không chém gió được là không yêu đúng không? Cái này lạ ha. Yêu phải chém gió. Không, cũng dễ thương lắm, có duyên á. Không em, có mình đang quen đúng bạn trai của em á. Đó giờ có nào mình đang quen bạn trai cái mình xin ảnh cho mình nghỉ chơi ảnh, mình đi chơi người khác một chút về lại không? Mấy người bạn em quen là toàn quen hết luôn, là quen chung hết luôn á, nên đi chơi ai cũng được hết. Ủa là kỳ vậy? Vậy là ai mới là người bạn trai chính? Không phải, tại vì mấy người bạn mà em quen á thì bạn trai em cũng quen luôn nên... Nhưng mà tự nhiên đi chơi với người có bạn trai rồi mà đi chơi với người trai khác bình thường, đi hai đứa vậy hả? Dạ không, đi chơi là nguyên đám. Tôi hỏi đi riêng kìa. Dạ đi riêng cũng có. Ông ấy cho mở màn lên là hai bên nói chuyện đi chứ hồi em thua rồi đó Linh. Rồi kéo màn lên. Bạn trai đi một người thôi chứ. Tại vì quen quá nên đi cô không sao hết. Không rồi. Sao đi có sao đâu, quan trọng là mình thôi.
Đi chơi đâu có bình thường mà. Rồi, chém gió. Thôi cười. Rồi, chém đi. Bài. Chào bạn. Mình có quà tặng bạn. Dạ, cảm ơn. Chém gió cũng ra lăng dữ. Anh ơi, cho em hỏi nhà anh ở quận mấy? Dạ, anh ở quận 4. Dạ, anh có thích lên núi sống không anh? Nếu được thì cũng lên. Ủa sao lên núi chi vậy em? Dạ, tại vì quê em ở Tây Ninh có núi Bà Đen. Sống trển quen rồi. Không mà anh thấy em đi chơi vậy, em đi chơi với bạn chung luôn. Dạ. Không sao, anh có mang bạn ấy nữa rồi anh dẫn theo chơi cho vui. Ủa làm sao trời, cái gì vậy trời? Không, cái đó em chịu. Không cần vui. Vậy, vậy thôi, có gì mình nhìn nhấn nút đỏ đi ha. Nút chi? Hẹn hò trước đi, tiên tiếp chứ chị. Cái này là bạn muốn hẹn hò nha. Nhấn nút có nghĩa là đồng ý là làm bạn trai bạn gái nhau. Để tìm hiểu, để tiến xa hơn chứ phải nhấn nút về làm bạn chém gió đâu nha. Nha, nhìn kỹ là bạn chém gió giờ là bạn gái được mà chị. Bạn gái là khác nha, còn cái bạn bình thường, bạn con gái là khác nha. Cái này là người yêu nha. Suy nghĩ kỹ à. Không, em thích chém gió. Thế nãy giờ người cười hoài kìa, thấy không? Mình à, mình hẹn hò nhau đâu, mình chém gió ở đâu? Thích thì em thích đi sở thú. Bây giờ cảm nhận đầu tiên dành cho người bạn trai sao, thấy được không, hợp gu không? Nhìn kỹ anh chưa, nhìn kỹ vô đi. Theo về bề ngoài á thì em không thích. Ủa sao vậy, đẹp trai mà sao không thích? Nói chung là em thích con trai mặc áo sơ mi. Rồi xong luôn. mà chị hỏi thiệt, em có thích người đô con vậy không? Dạ nói chung em thích. Thích thì được rồi, còn cái bên cái áo bên ngoài nó chỉ là che cái là thôi, cởi ra là nó giống nhau hết chứ cái gì đâu mà có cái áo thôi à. Chị tưởng là em không có thích cái người tập tạ đô như vậy không, chứ còn nếu mình thích cái người tập tạ đô như vậy một hồi xuống đổi áo mấy hồi khó quá à. Không, với lại em thích một điều nữa, em thích một trai mặc áo sơ mi màu hồng. Được không, được không? Tại sao thích màu hồng? Tại vì em cô không biết nữa, nhưng mà em thấy bạn em ai mặc áo sơ mi màu hồng cũng nhìn cũng đẹp hết. Trai mà áo màu, mặc áo màu hường có vấn đề á. Muốn mấy đứa con? Em hả? Em thích một đứa. Sao con đứa à? Nói chung là em sợ đau. Đứa được không? Đứa được anh. Hết giờ. Cười hoài vậy trời ơi, bớt khó nha. Rồi, còn để tay lên nút đi các bạn. Thấy dễ thương quá trời luôn à. Chúng ta đến đây để chọn bạn gái và tiến xa hơn nữa. Các bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời em. Thấy bạn thích nhiều ở bên chàng trai lắm nè, mà sao không nhấn nút? Chắc là do bề ngoài. Hay là sợ đau? Chắc cả hai. Bề ngoài tại sao? Bề ngoài sao? Là không thích cái áo này thôi đó hả? Chỉ vì không thích cái áo mà không chọn một con người. Còn bạn cảm nhận như thế nào khi mà người bạn gái không có chọn mình? Dạ, cũng bình thường thôi chị. Nên cho em tới đây em kiếm được thì vui, còn không kiếm được thì khó. Có tiếc nuối một điều gì không? Dạ, cũng không. Nếu bây giờ cho bạn nhấn nút lại, bạn có nhấn nút đỏ không? Dạ không. Không luôn. Nói chung là cái gì mình quyết định ra thì không hối hận. Đúng rồi, cái đó là cái cảm nhận. Có thể là ở cái nhìn đầu tiên mình chưa có cảm nhận được một cái sự đồng điệu với nhau, cho nên là chúng ta đã không nhấn nút chọn nhau. Nhưng mà không sao cả. Cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và hy vọng rằng tương lai rồi hai bạn cũng sẽ tìm được cái một người của mình ở đâu đó ha. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Có vẻ hơi tiếc chút xíu nha. Hai bạn này cũng dễ thương đó. Nếu hai bạn bấm nút đỏ biết đâu mà sẽ... Nhưng mà tự nhiên nhưng mà cô gái này rất là thẳng thắn. Em thích người như vậy. Đúng. Không thích là không bấm. Rất là thật. Tại vì mình đến với chương trình là để mình tìm cái người yêu. Mình không thích thì mình không bấm. Chứ đúng đâu rồi. Phải là vì kiêng nể cái gì, hay đến đây rồi ngại rồi, hay là lịch sự là không nên. Tại vì mình tìm người yêu mà. Nói chung cũng chưa đúng với nhu cầu của bạn gái. Đúng chưa rồi. Nói nhiều lắm. Nhưng mà không đúng nhu cầu là vì cái áo thôi đó. Cái áo thun này là em không thích nha. Là sao mà áo sơ mi cho em. Một chút thôi. Có đôi khi nó sẽ ngăn cách hai người. Nhưng mấy ông, đó là cái ấn tượng đầu đúng tiên rồi. Rất là quan trọng. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ màn xuống.
mở màn lên mình thích cái bạn gái này rồi mình tỏ tình xong. Chắc là đá nung nheo cái gì ạ. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Mời bạn ngồi. Dạ vâng. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Hải ạ. Năm nay 28 tuổi, hiện là em đang công tác tại ngân hàng OCB Phương Đông ạ. Ngân hàng Phương Đông? Dạ. Bạn làm chuyên về gì? Em làm chuyên về tín dụng doanh nghiệp ạ. Tín dụng doanh nghiệp tức là cho doanh nghiệp vay vốn? Đúng rồi ạ. À. Dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Dạ, rồi. Cảm ơn bạn. Và mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em chào chị Cát Tường ạ, à. Em chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là gì? Quyền Linh. Em tên là Diệu ạ. À. Em 23 tuổi. Diệu hiện giờ đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh ạ. À. Nhưng mà lý do tại sao em đến với chương trình? Em muốn tìm một người bạn trai. Thế từ trước tới giờ là mình không có bạn trai? Dạ có. Mình chia tay bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi ạ. Tại sao 2 năm mình không tìm được? Lý do tại sao mình ê sắc ế? Có thể là em hay xét nét rồi với lại em hay để ý để em moi móc cái tật xấu của người ta. Trời đất ơi chi vậy? Sao bạn thấy sao? Nói chung là cũng hơi gây gai go go rồi. Hơi gây go go chút. Tính bạn như thế nào? Tính em thì thẳng thắn, người cởi mở với bạn bè, họ đầu trong công việc. Có hay moi móc cái xấu của bạn bè không? Dạ không, cái xấu nó thì tự họ biết, họ suy nghĩ, họ điều chỉnh lại do chính mình, chính bạn đó thôi, chứ mình không có soi mói gì hết. Bạn có đặt ra cái mẫu người, cái chuẩn của bạn như thế nào không? Ngoại hình thì em thích người cao ráo, đôi con một tí, bụng bự. Hả? Cái gì em? Bụng bự. Tại sao vậy? Sao thích người bụng bự? Nhìn nó cảm giác nó ấm áp rồi. Nó coi cái vụ này lạ nữa à. Bên đó bụng bự không anh Linh? Hả? Ồ bữa nay sao mình gặp hơi toàn bụng bự rồi. Mà nghe này lạ cho bụng bự hơi ấm áp chút xíu. Nhưng mà bên đó có bụng có bự không? Bự. Thiệt không? Bên đây đồ. Bụng bự. Nãy giờ là bên kia đưa ra cái tiêu chuẩn vậy rồi. Bạn thấy như thế nào? Chắc cũng đáp ứng được 70-80% anh ạ. 70-80% ha. Wow. Bạn cao ráo hả bạn? Dạ em cao 1m76 ạ. À quá tốt. Mình ha. Có nhận thấy khuyết điểm của mình là gì chưa? Dạ khuyết điểm của em là hơi nhút nhát và cũng... nói chung là cũng hơi ít nói xíu. Không sao, đàn ông mà ít nói là tốt. Bạn làm ngân hàng thì ở trong ngân hàng nhiều cô gái xinh lắm. Dạ vâng, hiện tại thì bên chỗ em thì cũng có rất là nhiều chị em rất là xinh. Nhưng mà do đáng tiếc là các chị em cũng có gia đình hết thôi. Thì mình không đụng chạm được cái gì nữa. Không được, không đụng chạm thì được hết hả? À, hàng của mình có người sở hữu hết rồi anh. Thế bạn có cái tài năng, cái năng khiếu gì không? Dạ sở trường, em cũng không có sở trường gì nhiều chị ơi. Thế rồi mình gặp cái người đối tượng mình, nếu mình thích rồi nhiều lát mở màn lên, mình thích cái bạn gái này rồi mình tỏ tình sao, mình bật xi nhan đèn đỏ cho người ta biết làm sao? Chắc là đá nung nheo gái chị ạ. Đá nung nheo đâu đá sao đá coi thử coi đâu. Dạ, chị. Đâu đá đi thôi, đá một cái vậy thôi hả? Đá, đá nhiều cái đá sao hồi rồi cái tự nhiên một cơn gió độc thổi qua là dính luôn vậy nè. Đó chắc cũng hy vọng như vậy chị ạ. À nhưng mà rất là có duyên, mặc dù ít nói nhưng mà rất là duyên, đá lòng nhau thôi ha. Dạ. Những vấn đề ở đây là cô này cũng hơi khó tính một chút xíu, có hay xét nét, hay bắt lỗi người khác nữa. Thì bạn có ngại chuyện đó không? Chắc nếu mà bạn ấy bắt lỗi thì chắc cũng bắt lỗi em rất ít luôn. Hả? Cũng ít khi được bắt lỗi được em lắm á. Sao vậy? Cái nơi em lòn lách giỏi. À, thế là mình lòn lách giỏi thôi chứ không phải là mình không có lỗi đúng không? Đúng rồi, ai cũng có lỗi hết vậy ạ. À, có nghĩa là trước mặt là mình cứ là hoàn thiện, sau lưng là mình có quyền có lỗi. Lỗi không ý em nói không phải là có lỗi, nhưng mà đôi khi anh em đi chơi bời thì cũng đừng có thổ lộ gì nhiều chứ bạn. Chơi bời đâu? Chơi bời gì? Đi nhậu hoặc đi hát karaoke hoặc đi đâu đó uống cà phê đấy, tật xấu mấy anh em ngồi chơi với nhau, tâm sự với nhau, đừng có tâm sự với các chị em phụ nữ là được rồi. Đúng rồi, không cho biết vậy thôi, đi nhậu biết rằng nhằn mệt lắm. Đúng rồi. Có chung thủy không? Dạ có, em xác định giờ này. Mấy vợ mấy bồ? Một bồ thì không có biết, nhưng mà một vợ thôi. À, mấy con? Dạ không, chắc cũng đến hai con. Hai con ha, một vợ hai con, không có lăng nhăng nha. Dạ. Anh cũng dễ thương lắm em, nhưng mà em bớt xuống đi nha. Hello. Chào anh. Cái gì anh thấy cũng được, chân trầm tính, thẳng thắn, thực tình. Nhưng mà cái ý mà gọi là hay soi mói tật xấu người khác á, anh thấy cái này nó hơi kỳ kỳ á. Mình bỏ bớt đi. Hả? Bởi vì ai cũng có cái xấu chứ, bạn nói thẳng quá đó, nhiều khi mình cũng góp ý mê mé thôi, được không? Dạ. Vậy thì đỡ hơn. Mình phải thay đổi một tí, mình phải nhẹ nhàng. Cái đó là được rồi, tôi nghĩ như đó là được rồi.
Không, đó những góp ý của anh Linh là rất chân thành đó. Mình nhẹ nhàng, dễ chịu chút xíu thì mình sẽ thấy hạnh phúc. Rồi, chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Kéo màn lên. Khó chịu như chị là ở một mình nha. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Chào anh. Em có điều gì hỏi anh không? Lúc nãy anh có nói là anh luồn lách giỏi. Không, ý luồn lách là tức là trong công việc thế nào, ít khi đôi khi là anh em đi chơi về thì đừng khai báo gì với vợ con ấy. Đôi khi tự mình đi chơi về khuya xíu mà vợ cằn nhằn nói, anh còn Linh nói cằn nhằn. Đúng rồi, cái đó là đúng, chính xác, anh công nhận điều đó. Sao em có muốn hỏi điều gì anh nữa không? Sao anh không hỏi em? Thì em... Anh không hỏi em mong muốn người như thế nào? Ừ, em mong muốn người như thế nào? Như anh được không hay là đòi hỏi cao hơn? Nhưng mà giờ á, anh làm ngân hàng đó, tiền ai giữ? Thì chắc chắn thì cho vợ giữ không nổi thì chắc là gửi kiệm. Hồi nãy anh nói là anh luồn lách giỏi nên là em không có tin cái khoản này. Không phải là luồn lách giỏi. Ý em nói là bạn hay soi mói về cái điểm yếu hoặc là điểm tật xấu của đối phương hoặc là một ai đó, đúng không? Thì cái đó là ý mình không phải là luồn lách giỏi, mà cái vấn đề là mình nói là ít để cho đối phương thấy những điểm yếu của mình. Đấy, ý mình là trong lòng mình nói là như vậy chứ không phải là mình không có cái suy nghĩ sâu xa gì như luồn lách cái này cái kia đâu. Đấy, cuối cùng là bạn cảm nhận người bạn gái ngồi phía trước mặt mình là người thấy như thế nào? Cảm thấy bạn là một người rất chi là truyền thống. Có hợp với mong muốn của bạn không? Dạ có, em thì cũng muốn tìm một người phụ nữ rất là kiềm đạm, hiền lành, biết lo cho cuộc sống gia đình. Cũng chỉ mong muốn vậy thôi, cũng không đòi hỏi gì. Không, thấy bạn nam là thật tình đấy, ưng cái bụng rồi đấy. Bạn nữ thì sao bạn? Anh không được sâu sắc như là em mong đợi. Anh thấy anh ấy cũng sâu sắc đấy chứ. Anh muốn tiến đến một cái gì xa hơn đấy. Em phải suy nghĩ cho kỹ. Rồi, hết giờ. Đó cũng chỉ là những trao đổi ở những cái nhìn đầu tiên. Và quan trọng là chúng ta hãy chậm lại. Anh nghĩ đây cũng là một người đàn ông của gia đình đấy mà. Suy nghĩ thật kỹ, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết giờ. Mời bạn. Mình nghe có 2 thì mình đã nghe bạn trai đã bấm nút rồi. Bạn gái thì vẫn bảo lưu cái ý kiến của mình lúc nãy. Bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai mà bạn lại không nhấn nút? Bạn không có đồng cảm với anh ấy ở cái điểm nào? Chắc có lẽ là tại vì em cảm xúc em chưa có. Không có, nên là em đang cố tìm ra cái mà em không hài lòng của anh ấy. Chứ thật sự là anh ấy không có cái gì mà chứ là chưa rung động con tim của mình. Dạ đúng rồi. Bạn trai thì sao? Dạ thì cái đó là cái quyết định của bạn ấy thôi, chứ cũng không ai là do em cũng muốn hướng tới một cái gì đó thực sự hơn, chứ không phải là sống kiểu sống ảo không này kia nữa. Về phía tôi thì tôi cảm nhận bạn như vậy. Mình mà từng nghĩ rằng anh Quyền Linh cũng cảm nhận như vậy. Có nghĩa là thấy sự chân thật của bạn và cái sự mong muốn tìm đến một cái hạnh phúc của bạn. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Còn vậy còn khuyết điểm? Thường người ta sẽ ít khi nào tự nhận thấy khuyết điểm của mình lắm. Cho nên em luôn thấy em hoàn hảo. Gì kỳ vậy? Mời bạn nam. Chào bạn, bạn tên là gì? Đầu tiên thì xin phép gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng tất cả các bạn ngồi trong khán phòng ngày hôm nay. Rồi, chào mình bạn. Mình giới thiệu, mình tên là Huỳnh Thế Quảng, đến từ Quảng Ngãi. Quảng Ngãi? Dạ. Ủa mà từ Quảng Ngãi vào đây, bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh hay là mới vào? Em vào thành phố Hồ Chí Minh học tập và lập nghiệp được 11 năm rồi. Bao nhiêu tuổi? Em thì hôm nay là được 30. Làm nghề gì? Em làm bên thiết kế thời trang. Thiết kế thời trang, thật ra rất thời trang. Rồi, và bây giờ mời bạn gái của chúng ta. Em chào chị, em chào anh Quyền Linh, chào các chào bạn. Chào bạn, dạ. Bạn tên là gì? Em tên là Thanh Thảo, em 25 tuổi. Thảo đang làm nghề gì? Em đang làm văn phòng chị. Làm văn phòng mà sao mình thấy
y như là người mẫu vậy đó. Cái này mình người ta kêu bằng fashion đó chị. À, fashion, nghĩa là bạn rất thích thời trang. Dạ đúng rồi chị. À, ngoài những giờ làm việc đó, thì thời gian rảnh rỗi Thảo thường hay làm gì? Thường sau buổi làm việc, thứ nhất là em thích nấu nướng, thứ hai là em thích mặc đồ đẹp và chạy đi dạo phố. Wow. Có bên đây luôn, bên đây có thiết kế thời trang làm đẹp luôn. Anh có bao nhiêu tác phẩm, có bao nhiêu bộ sưu tập thời trang rồi? Em hiện tại cũng đang làm bên kinh doanh thời trang, thương hiệu riêng nhỏ nhỏ của mình, nên là vẫn có những bộ sưu tập nhỏ nhỏ hàng tháng để ra mắt khách hàng của em. Nhưng thiết kế thời trang cho phụ nữ hay là cho đàn ông? Nói chung là mọi lứa tuổi, mọi ngành. Tức là ai cũng dạ, ai cũng yêu cầu làm đẹp thì liên hệ em. Rồi, tự nhận xét về mình, ưu điểm và khuyết điểm. À, trước tiên em tự nhận xét về em thì chỉ có 5 từ ngắn gọn thôi. Là em thấy em nhỏ nè, xinh, đảm, giỏi và ngoan. Ngoan với những người nào mà đáng để em ngoan. Trời ơi, trời hay quá. Tự câu... nhận xét mình năm từ ngắn gọn thôi. Bên kia thấy sao bạn, trai thấy sao bạn? Cái câu mà lạ nhất là ngoan với ngoan. Những người nào mà sao bạn? Xứng đáng để mình ngoan. Đúng anh. Rồi. Còn những người không xứng đáng là bạn coi như không ngoan hả? Thả lì đó. Nói chung là những người nào không xứng đáng, giống như người ta đối xử với mình sao thì mình đối xử lại như vậy. Tao có vẻ chả treo quá, chặt chém quá. Đây là hơi bị đề phòng lên. Lỡ một ngày đó mà không bị phạt lòng là tiêu. Coi như bạn đối xử thế nào giống như tấm gương rồi đó, người ta sẽ phản lại luôn. Làm thiết kế thời trang coi như là gặp người đẹp rất là nhiều mà nói không có người yêu. Mấy ông thời trang bồ nhiều lắm, tôi thấy rồi. À, tại vì một phần lúc mà học ra trường xong thì em làm trong thương hiệu của nhà nước. Đây là từ sinh viên tới lúc mà có một mảng riêng ngoài chuyên môn là hoạt động bên đoàn. Cũng là một cán bộ đoàn, từ cũng lăn lộn cũng 7-8 năm. Nên là cũng đi cũng nhiều, cũng ham vui nhiều nên chắc lẽ là do ham vui quá. Trải qua mấy mối tình rồi? À, em thì chắc lẽ là ba. Ba mối tình rồi? Dạ. À, mối tình đầu thì cũng là một thời học sinh trong trắng và ngây thơ thôi. Chỉ thoáng qua nhưng mà nó nằm lại ở một ký ức dài. Còn thứ hai thì bước vô sinh viên. Thì sinh viên thì nói chung là năm sau thì đi thì cũng có quen. Rồi chắc lẽ là mối tình gần nhất là mối tình là em đi làm mà cũng để lại sâu sắc nhất. Nhưng mà cũng không thể đến được với nhau. Lý do tại sao lại chia tay mối tình thứ ba? Do là bạn nữ không vượt qua được gia đình. À. Thì gia đình không nó là không hợp tuổi nên là không có cho quen. Em cũng cố gắng để dùng mọi biện pháp, mọi lý do để mà thuyết phục, nhưng mà do là bạn ấy không có thể nào mà vượt qua được cái bản thân mình, vượt qua được gia đình thì ok chấp nhận. Như mình nắm tay lại mà nắm càng chặt thì nó sẽ càng đau thôi. Thả ra chắc chắn nó sẽ thoải mái hơn. Bạn trai bên kia bạn đã bị một lần rồi. Dạ. Nếu bây giờ bạn hai người yêu nhau rồi mà về dẫn về quê ba mẹ bạn không chịu thì bạn nghĩ sao? Em nghĩ chuyện đó chắc không có đâu. Tại vì ba mẹ em thứ nhất rất là dễ tính, thứ hai nữa rất là thương em. Rất miễn em thích là được. Có nghĩa là ai mà thương em chỉ cần làm cho em thương lại là được. Lúc nãy em chỉ mới nói ưu điểm là 5 dạ. từ. Còn vậy còn khuyết điểm? Thường người ta sẽ ít khi nào tự nhận thấy khuyết điểm của mình lắm. Cho nên em luôn thấy em hoàn hảo. Gì kỳ vậy? Ai nói với em là người ta không tự nhận vậy là khuyết điểm của em là tự luôn em luôn là em thấy đó. Em luôn hoàn hảo rồi. Như vậy thì tại sao em ế? À, cái này ế chắc là nó do nhiều nguyên nhân á chị. Ví dụ nguyên nhân gì? À, giống như là mình đang chờ người tử tế để yêu, hoặc là nhiều khi mình chưa đủ kinh tế để mình khống chế tình yêu. Tại em sao phải có cái vụ kinh tế để khống chế tình yêu là sao em? Giống như là bây giờ cuộc sống bây giờ á chị, thì đôi khi mình yêu đâu thể quá mơ mộng được. Nó cần có một cái nền tảng ổn định để mình có thể là xây dựng cho tương lai sau này. Ừ. Tại vì ở độ tuổi của em thì cũng nên yêu và mình xác định một cái gì đó chín chắn để lo cho sau này luôn. Ừ. Dạ. Nhưng em ơi, em nói cái câu mà đang chờ người tử tế để yêu đó. Cái câu này anh nghe nó không, hình như không lọt lỗ tai. Không lẽ cả đời này ai cũng không tử tế hết trơn hả? Tử tế nhưng quan trọng là tử tế với mình không chứ anh. Đúng rồi, phải nói rõ câu đó nha. Nghĩa là có nhiều người tử tế nhưng mà mình là chưa có gặp. À đúng rồi. Ừ. Cô này cũng hơi khó đây nè nha. Rồi, vậy thì bạn có cái chuẩn mực về cái người đàn ông mà bạn muốn tìm kiếm? Mình ở mỗi giai đoạn sẽ có cái chuẩn mực khác nhau. Ừ. Giai đoạn hiện tại trước tiên thì em thích một người con trai hơn em. Giống như là phải cao hơn em nè, giỏi hơn em và phải xấu hơn em. Cái gì đó? Là sao? Tự nhiên phải xấu hơn em là sao? Tại vì khi em đi kế một người nào mà người ta xấu hơn em sẽ cảm giác là em tự tin hơn và người em cũng sẽ được người đó thương nhiều hơn, không trời phải giữ nhiều. Rồi, còn người ta đẹp hơn mình giữ nhiều mệt lắm chị. Từ xưa giờ tôi thấy ai yêu người yêu cũng muốn người yêu đẹp, ai khen người yêu mình, có cô này tức quá tôi coi cái mặt cô này coi. Gì kỳ cục vậy trời? Kỳ lạ vậy. Bây giờ người ta nói con trai đẹp thì có thể là đã yêu nhau hết rồi, hoặc là người đẹp thì thường đa tình, nếu mình giữ không được cho nên thích xấu hơn em.
thích xấu hơn để người ta chê chồng mình. Ai chê thì mình không quan tâm, chỉ cần mình thấy người đó tốt với mình là được. Cô này có yêu cầu lạ lắm nha. Chỉ cần tốt thôi, nó ngắn gọn là cần tử tế và tốt thôi. Rồi. Vậy thì cái mẫu người mà bạn không thích. Em không thích đàn ông nói xạo nhiều quá. Không thích đàn ông mà cơ bắp nhiều giống như là sáo muối vậy đó. Gì tùm lum vậy? Chị nói thiệt, chị không. Ủa, bà có... nói yêu cầu xấu luôn. Không có đồng ý với quan điểm mà kiếm người xấu nha. Người đẹp vẫn tử tế như thường. Mình đi chung với người đẹp mình mới thấy đã chứ hãnh diện chứ sao tự nhiên kiếm người xấu vậy trời. Cô này lạ quá. Bên kia có nhu cầu lạ quá. Quay qua coi. Dạ em chào chị. Xấu quá. Thôi đừng có chớp chớp, không cần chớp cũng đủ xấu rồi. Cứ gần kiếp phèo vậy. Xấu này không có xấu mà hơi lạ. Lạ. Gồng tay lên có cơ bắp không? Không. Bụng mấy muối? Bụng có muối à. Cái này tôi thấy có nửa muối à. Tuần có 3 ngày thể thao vậy ơi. Thể thao gì, môn gì? À, cầu lông, bóng đá với võ. Cầu lông, bóng đá với võ. Mày có tướng vậy đó hả? Dạ trời ơi, vừa được vậy nó tướng vậy chứ hôm trước gần gần lên rồi. Cô bên này có mô đen dữ lắm luôn, có thích người bạn gái mình diện ăn diện à? Quan điểm của em là khi nào mà cái sản phẩm nó ra là nó phải chắc xám tí tệ của em. Em chỉ muốn cái người nào mà người là đẹp nhất trong lòng em là người sẽ mặc đầu tiên cái đó. À, người ta đẹp đi ngoài đường mình có sợ người khác cua bạn gái của mình không? À, cái gì của mình thì đi đâu suốt đời là nó người của mình thôi ạ. À. Đó là quan điểm. Rồi đồng ý. Đó, thấy chưa? Bạn phải tự tin lên, mình đẹp kiếm trai đẹp đi luôn, một cặp đôi. Tự nhiên lựa người xấu. Kỳ cục. Tôi hỏi là cái mẫu người lý tưởng của bạn trai thế nào? À, em thì nói chung là bên ngành làm đẹp cho mọi người thì nhưng yêu cầu của em là phải có hình thức, có dáng. Giờ bạn cưới vợ, bạn cưới vợ làm mà người mẫu. À, nếu mà kết hợp cả hai càng tốt, thì không có thì mình làm mẫu cái cũng được. Chúng ta kéo màn lên đi. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Nó chưa thấy gì lấy hoa rồi. Người ta làm nghệ thuật, người ta cá lăng vậy đúng rồi. Thảo đang làm bên ngành gì? Dạ em làm bên giải quyết khiếu nại. Để coi mình có khiếu nại gì không, nhờ giải quyết. Thời gian thì mình làm việc là làm giờ hành chính hay là làm như thế nào? À, dạ em làm giờ hành chính. Hành chính hả? Dạ. Vậy nếu như mà sau giờ hành chính có nghĩa là mình thảnh thơi, mình không có làm gì đúng không? Dạ đúng rồi, sau giờ hành chính là ở không rảnh. À, ở không rảnh. Tại vì chị chắc tưởng như cầm sẵn 2 cái vé xem phim rồi. Dạ. Mà nếu mà anh đi xem có một mình hay nữa buồn quá. Dạ. Chắc chắn là phải rủ em theo rồi. Dạ. Chắc lẽ là em đồng ý đúng không ạ? Trời. Nhanh giữ tâm sự chút đi. Dạ. Cái sở thích của cô Thảo là Thảo hay có thích đi du lịch, đi phượt hay là đi lang thang đó gì đó không? Thì giống như là em thích đi dạo phố nè, em thích đi shopping, em thích thời trang, em thích chụp hình. À, ví dụ như em đang quen một bạn trai, vô tình một ngày đó người ta làm ăn kinh doanh, người ta bị mất hết, không còn vậy, một càng chỉ còn là một con người yêu em nhưng mà người ta không có về khả năng về tài chính, hỏi lúc đó em còn yêu người ta không? À, khi mà mình đã yêu rồi thì dù như thế nào mình cũng yêu, cũng nguyên nói là mình san sẻ với nhau. Với nếu mà trước khi mà người ta kinh doanh thất bại thì như anh nói người ta đã có một cái thời kinh doanh thành công thì lúc đó mình cũng đã shopping nhiều rồi, nên tới giai đoạn đó mình sẽ ngưng. Mua đủ rồi. Lúc đó là mình sẽ đi quyên góp và đi bán ra để mà lấy về xài đúng không? Đúng rồi anh, cái đó mình có thể là bán lại để mình tìm cái vốn kinh doanh nữa. Bây giờ hai bạn này lấy nhau ai giữ tiền? Chắc chắn là phụ nữ đó chị. Wow. Em giữ tiền cũng được chị. Nếu mỗi người có một câu nói về nhau, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. 2, 3, bắt đầu. Em nhớ câu nói của anh nãy nha. Anh có 2 cái vé xem phim chị Cát Tường lát tặng á. Em lại thích anh nói với em là nếu như mà sau này tự anh mua, anh mời em đi thì nó tốt hơn là của cái chuyện đó là cái chuyện chứ. Của ngày hôm sau, còn mình muốn ngày hôm nay. Còn cái chuyện hôm nay thì một câu lát nữa bấm chuông rồi thì anh sẽ biết. Hết giờ. Rồi chúng ta để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để đó. Quyết định, suy nghĩ kỹ nha. 1. 3 đi anh. 2. 5. 5 không bấm á. 4. 3. Hết giờ. Đây, ra đây. Hai chị rất là bản lĩnh. Cặp này đến với nhau rất là nhiều điều lý thú và hấp dẫn này. Trước tiên chúng ta có thể nắm tay nhau. Có điều kiện chứ mới tặng vé, cho phải muốn tặng là tặng. Còn nắm tay là có vé. Đúng rồi. Đây, nắm 2 lần có được 2 lần vé. Gửi tặng bạn thỉnh chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có nhiều điều kiện để tìm hiểu nhau hơn. Đây, bó hoa của bạn trai tặng cho bạn lúc nãy, tôi trả lại cho bạn. Em cảm ơn chị. Chúc hai người sẽ tìm được thấy hạnh phúc của mình. Cảm ơn hai bạn rất nhiều.
Hiếu có mấy mối tình rồi? 2 mối tình. Ừ, mà quen lâu không? Cũng quen 1 năm á chị. Lý do sao chia tay? Giống như là người ta ở nước ngoài á, kiểu như cái thời gian mình gặp ít quá, đi qua đi lại, đi qua đi lại rồi mất thời gian á, cho nên cũng thấy không có tới đâu, thôi đi về thôi. Em đi về đây luôn. Vậy là em biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi hả cưng? 18, 19 tuổi. Đúng rồi. Cả thanh xuân em để yêu, yêu viết và ở không luôn. Dạ em thèm gia đình nhỏ lắm. Ừ đó, nha, dạ. Cố gắng nha. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái nào. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trong sân khấu ha. Mời em trai giới thiệu về mình. Trước hết em chào anh Quyền Linh. Rồi em. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, dạ chào quý vị khán giả trên trường quay. Chào bạn ấy bên kia. Dạ, em xin tự giới thiệu, em Phan Nhân Phú, sinh 1985. Em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Phú dạ. Làm công việc gì Phú? Dạ, em thì hiện tại là em lái xe. Dạ, em lái tùm lum hết, xe nào em cũng lái được. Gì? Dạ, em giấu ơ. Thôi thôi, giấu nó dữ rồi. Em giới thiệu đi cưng. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên Hiếu, em làm bên bất động sản, cũng làm chuyên về sale từ hồi đó tới giờ, kinh cũng 10 năm rồi. Dạ. Cái gì Hiếu vậy? Minh Hiếu. Minh Hiếu? Trời ơi, cái tên đờn ông dữ gì trời. Tại vì mẹ em là thích con trai. À, rồi vậy là Hiếu năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay là 37. Bên đây nhiêu? Tuổi trong thì 36. Lớn hơn tuổi, nhầm nhò gì. Nhưng mà dạ. Mặt Hiếu trẻ măng à. Con việc bất động sản chứ cũng lanh lắm á. Dạ. À, còn Phú, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Trong công việc thì đặc biệt em học nhanh lắm. Dạ, có thể học công việc, có thể học ngoại ngữ nữa. Dạ. Em nghe sơ, ví dụ như em đi làm á, em nghe mấy bạn Campuchia mà nói là mấy tháng em nói được. Mà nói luôn. Ờ, dạ. Của mình nha, có khiếu. Dạ, khuyết điểm của em thì hút thuốc. Hút nhiều không? Dạ, cũng ngàn gói. Ngàn gói hay là nhiều trời, quá đó. Ngàn dạ. Gói lận hả trời. Còn gì nữa không? Thì ăn không biết sao nữa mà tối chiều đến là cái nó cứ bùm 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 nha. Bùm bùm gì? Dạ, đeo đánh giấm. Dạ. Nhưng không biết sao nữa, nhưng mà về nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ chửi hoài. Nhưng mà biết sao em đâu biết làm gì, nó thay đổi chứ đâu. Con cái thằng đánh giấm, dạ. Bùm bùm hoài mỗi buổi chiều. Thật quá thật luôn á. Điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em là điểm mạnh là hòa đồng, vui vẻ, vui tính á. Thích du lịch, đi chơi vậy đó. Ừ, còn điểm yếu là nhiều khi cũng hay quên. Nói nhiều quá nhiều khi quên. Nói nhiều quá rồi nhiều khi quên. Dạ đúng rồi, em nói nhiều nhiều khi quên. Ờ, còn Hiếu có mấy mối tình rồi? 2 mối tình. Mối tình thứ nhì này á, là chia tay bao lâu rồi? Năm 2018 á chị. Ừ, mà quen lâu không? Cũng quen 1 năm á chị. Lý do sao chia tay? Cũng như là người ta ở nước ngoài á. À. Rồi mình kiểu như cái thời gian mình gặp ít quá, đi qua đi lại, đi qua đi lại rồi mất thời gian đó, cho nên cảm thấy không có tới đâu, thôi đi về luôn, em đi về đây luôn. Là một thời gian em ở bên nước ngoài? Dạ, ở bên bên Singapore. Rồi xong rồi em cũng thấy không có đến đâu rồi. Đúng em rồi. Đi về Việt Nam luôn. Đúng rồi chị. Với lại người ta cũng không có gì mà tiến triển cho mình để mình có một cái gì định một vững chắc đúng không? Mà người ta là người sinh hay người Việt? Người nước ngoài luôn à? À, người sinh. Bên nhà gái đã từng đi Singapore, ở bên Singapore. Nhà trai có đi nước ngoài, ở nước ngoài không? Dạ em ở bên Campuchia. Đó, Campuchia luôn. Ở lâu không? Dạ em ở 2 năm. Bên nhà gái ở Singapore, bên đây cũng ở Campuchia chứ bộ. Rồi bển được mấy mối tình, bên đây người ta 2 mối tình đó. Dạ chắc cũng nhiều chơi, 5 mà chứ. 5 mối tình luôn. Dạ. Mối dài nhất là bao mấy năm? Dạ 8 năm. Ít nhất là mấy năm? Dạ 5 mấy. Dạ 5 rưỡi. 5 rưỡi mà năm, coi như 5 mối tình là hơn 10 năm rồi đó, yêu nhau đúng không? 10 mấy chứ hơn dạ. Gì? Người yêu thứ nhất là mấy năm? Dạ 5 năm rưỡi, 2 năm. Người yêu thứ hai? Người yêu thứ hai được 2 năm, 2 năm, 3 năm vậy. Trời ơi. Người yêu thứ ba? Dạ 8 năm. Trời ơi, người yêu thứ tư? 5 rưỡi. Người yêu thứ năm?
Dạ 2 năm rưỡi. Người yêu thứ nhất tên gì? Dạ tên Hạnh. Người yêu thứ hai? Dạ tên Tuyết. Người yêu thứ ba? Dạ tên Văn. Người yêu thứ tư? Dạ tên Hiểu. Người yêu thứ năm? Dạ tên Lợi. Trời ơi, nhớ rồi. Rồi sao mà nhớ tên hết hay vậy? Tại vì em yêu thiệt. Em yêu thiệt. Dạ. Cũng không may mắn lắm. Không may mắn á? Dạ. Hay bị cái tật xấu kia? Dạ không có nhiều lý do lắm. Tại bạn bạn đầu tiên á, ở gần nhà. Rồi cứ đồng tuổi nhau, rồi gặp hai bà già cứ cãi lộn nhau hoài rồi, rồi cái cấm. Có khi nào bạn nào chê cái tật xấu bùm bùm của em mà? Dạ có nhiều lắm. Tớ rồi cứ bỏ chạy chỗ khác, chứ biết làm sao giờ. Ủa, tới giờ nó là vậy đó hả? Không, nó hay cứ xế chiều á, nó dồn là buổi chiều. Dạ, có bữa ít bữa nhiều, tùy vào bữa nạp. Thí dụ buổi sáng nạp khoai lang với lại đậu phộng nhiều thì cái buổi tối nó nhiều. Mà em thường xuyên ăn khoai lang với đậu phộng buổi sáng đó. Bây giờ dạ. Là đúng giờ luôn nè, đúng không? Dạ. Nhưng mà hôm nay là có việc đó xảy ra hay không? Dạ, có trong kia rồi. Trong phòng chờ lâu rồi. Dạ. Hồi gặp nhà gái nhớ im lặng nha. Dạ. Thật thà dễ sợ luôn hả? Dạ. Vậy là em biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi hả cưng? 18, 19 tuổi. Đúng rồi, 18, 19, năm nay 35 tuổi. Dạ. Cả thanh xuân em để yêu, yêu quyết giờ ở không luôn. Giờ cố gắng sao mà cua được cái cô bên đây á. Dạ. Là cô Hiếu đó, là dừng lại luôn nha. Dạ em thèm một gia đình nhỏ lắm. Ừ đó nha. Dạ. Cố gắng nha. Để coi nhà gái coi hai mối tình hả? Rồi chào em gái. Dạ chào anh. À, em mong muốn một cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Giống như là Đan Nguyên á. Hả? Đan Nguyên. Đan Nguyên ha. Em thích cái mẫu người giống vậy. Mẫu giống người em gì? Dạ. Rồi, em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc với lại không có lo công việc á. Hút thuốc đây thì hút gói đó. Bỏ được không? Dạ được. Có bạn gái động lực là em sẽ bỏ được. Có động lực bỏ được ha. Dạ, tự dù... cúng thui thủi mình khó. Dù kia bỏ được không? Dạ em đâu có cố ý làm đâu, em bỏ. Những cái bụng em nó làm á. Dù kia tao. Em đi với ai? Dạ em đi với em họ em. Dạ em chào anh chị MC. Dạ em thấy chị rất là xinh. Dạ nhìn rất là hợp tướng với lại anh hai của em. Dạ mong anh chị cũng đến được với nhau ạ. Ăn to nói lớn lên chị coi, đừng nói là chưa có người yêu nha. Dạ không, em hôm nay em đi cái vậy sao em, mà nhỏ dạ. Nhỏ nhẹ quá vậy cưng, giống như trai mới lớn vậy trời. Dạ em mới lớn thiệt mà. Mở rào đi, mở rào. Bắt đầu đi em. Chào bạn. Dạ, em chào. Có món quà tặng bạn. Dạ chào, cảm ơn. Dạ em có quà tặng cho anh. Cảm ơn em nhiều. Rồi đó. Rồi đó. Cảm nhận sao nè, em gái gặp em trai thấy sao? Dạ em thấy thì cũng ok. Cũng vui tính. Cảm ơn em. À, dạ. Anh có hỏi em là quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Em thì thích mỗi người lo cho gia đình với lại có một chút xíu gọi là vui á, có tính xíu hài hước chút xíu, thông minh chút xíu. À dạ. Hài hước hả? Rồi hài hước thì anh nghĩ chắc cũng có. Rồi từ từ em biết. Lo cho gia đình thì anh nghĩ bây giờ á, ngoài công việc ra chỉ có niềm vui ở nhà là vui. Không đi đâu hết, không bạn bè, không có cà phê, không có nhậu nhẹt gì hết á. Hạnh phúc nhất là được ở nhà. Với ai? Với gia đình. Với... Hiện tại bây giờ chỉ với mẹ thôi. Ở trong tương lai là chỉ ở nhà với, nếu mà có vợ thì ở nhà với vợ với mẹ thôi. Còn em ở đâu à? Em bên quận 10 anh. À, em ở quận 10. Dạ. Là người thành phố luôn. Đúng rồi, em người thành phố. Tính anh á, anh chung thủy lắm. Khi yêu á, không có một người bạn gái bình thường, không có tới một người luôn. Tại vì anh gạt bỏ hết, nhắn tin cái bạn thân là bạn em của bạn là không có bạn nào hết. Chứ là mình rất là chung thủy, bởi vì mình muốn cái người bạn đời sau này của mình á, đặc biệt là rất là chung thủy. Đặc biệt một điều nữa là mình không có nói dối. Dạ.
mình rất là xem trọng. Mình không bao giờ nói dối, dù chuyện xấu hay là chuyện tốt gì, sai hay là đúng gì mình cũng không nói dối. Đó, mình rất là xem trọng lời nói. Anh là hồi đó anh học cái gì ra? Thì nào bây giờ có nghề tài xế đó hết, nhưng mà làm rất là đa dạng. Tài là xế, không có học cái gì xe ra hết trơn à? Đúng rồi. Không có học cái ngành gì hết, chỉ có lái xe thôi. Chỉ có lái xe, đam mê từ nhỏ luôn. Em nghĩ là lái xe thì cũng đi suốt rồi, không có thời gian nhiều. Cho tính chánh lại là hiện tại công việc bây giờ mình rất là thích, mình đi hành chánh. Ồ, đi hành chánh. Mình nghỉ thứ bảy chủ nhật, sáng đi chiều về. Công ty bây giờ là không có cho tăng ca, mà có cho tăng ca đi nữa cũng sáng đi làm xong cái mình về à. Mình không có đi qua đêm ở ngoài đường. Hồi đó anh học lớp mấy nghỉ à? Mình thì đó tự vì có mẹ, ba thì cũng đi sớm lúc mình còn trong bụng mẹ, mẹ cũng khó khăn á. Nên mình học hết 8 trên 12 là mình nghỉ. 8 trên 12. Rồi mình học lái xe, mình yêu nghề tới giờ luôn. Anh lấy vợ là sẽ ở chung với mẹ anh? Đúng rồi. Tại vì với anh là vấn đề hiếu đạo là trên hết. Thì cha mẹ giờ cũng không có làm dâu lớn bao nhiêu hết. Như vậy là làm dâu đó, em thấy làm dâu được không? Em hồi đó nó giờ mẹ chưa thì có bao giờ làm dâu. Trời ơi, mẹ cực kỳ dễ luôn. Mẹ dễ lắm. Mẹ dễ ơi là dễ luôn. Tóm lại là mình cũng không có nhu cầu. Ví dụ như em biết nấu ăn hay là biết làm việc nhà. Ví dụ như em không biết nấu ăn, ở ngoài người ta biết nấu ăn. Còn việc nhà thì nó cũng đơn anh giản lắm. Anh biết nấu ăn không? À anh biết. Thì em nấu ăn dở lắm, đi ăn ngoài không à? Không sao đâu, không mà em không nấu ăn được, ra nhờ người ta nấu. Không quan trọng vấn đề mà phải công dung ngôn hạnh đồ. Anh quan trọng đặc biệt là thứ nhất là trung thủy, thứ hai là không nói dối, thứ ba là biết trên dưới hiếu đạo. Anh gái yêu cầu bên anh trai gì không? Nói đi. Em không biết yêu cầu gì hết đi. Còn nghĩ là chắc mà ngại cái vấn đề thuốc lá thì em không... chắc chắn là anh sẽ giảm được và bỏ luôn. Tụi anh đang có kế hoạch. Mẹ la em hoài. Em không thích hút thuốc, nhưng mà anh ở Biên Hòa lần em ở thành phố luôn. Dạ anh đi lên đi về. Đi lên đi xuống đó. Anh đi lên đi xuống hoài á. Anh có ngại không? À anh không ngại. Công việc của anh là tài xế mà để làm cái gì anh? À đi giao thép công nghệ á. À chỉ đi giao hàng. À sao anh không có kế hoạch cho tương lai hay là gì á? Ồ, kế hoạch tương lai hả? Khi nào mà ví dụ như điều kiện nó thoải mái tí xíu, rồi mình mua bán kinh doanh. Hoài lái xe ra cái đầu nó trống lỏng. Cũng chưa có ai góp ý hay là làm cái gì á. Cái ngành lái xe này được mấy năm anh? 17 năm. Chưa tính thời gian. 17 năm rồi mà anh không có kế hoạch tương lai gì hết à? Tại vì nói thiệt ra thì mình cũng yêu rồi, mình một khi mình yêu thì mình say đắm lắm rồi, mình nói tóm là mình chăm lo lắm. Nó có thời gian nhiều mình mới có thể chia sẻ được. Lúc trước mới quen thì có mấy bạn đồ mới học rồi mình cũng chăm lo. Nói tóm lại là mình yêu mà mình chăm sóc hết cái phòng trọ, không thiếu một cái thứ gì đó. Thì trong tương lai thì nếu mà có cơ hội thì không biết vấn đề mà làm dâu á, bạn em Minh Hiếu thấy sao? Em thì em thích ở riêng chứ không thích ở chung với gia đình. À em thích ở riêng mẹ già mà. Có một mình mẹ già, mẹ đơn giản lắm, mẹ dễ lắm. Thì cái đó thì không có quan trọng đâu. Thì có thể nếu mà cho nhau cơ hội mình có thể bàn bạc sao tính. Em thích sao ở riêng. Nhưng mà có một mình mẹ già của bạn hồi ấy. Hồi đó giờ em ở riêng không ạ? Em thì em thuê nhà em ở riêng, còn ba mẹ em thì ở chung với chị em. Em có thể về Đồng Nai làm? Em không có về Đồng Nai, tại vì em ở thành phố quen rồi, từ nhỏ tới lớn luôn. Chưa có ở mấy cái chỗ nào xa. Vậy chắc tại bạn em Minh Hiếu chưa biết ở Đồng Nai với Biên Hòa mà ở ngay trung tâm thành phố nó không khác gì hết. Nó y hệt vậy á. Đúng rồi. Yeah. Bây giờ có thể bạn trai tới nắm tay bạn gái hát một bài nào đó tặng bạn gái. Dạ, yeah. Nói giỡn chứ. Em hát được. Xin phép. Yeah. Thôi thì đến đây cũng cái duyên thôi. Mình để hát một câu chiều buồn nghe vọng Kim Lan. Ôi tuổi xuân mộng mơ, vẫn dương tháng năm mong chờ. Hứa duyên trao lời ngày em về lứa đôi thành hôn. Tiếng đưa chiến sao tâm hồn buồn dạt dào nhớ thương trao dân.
tưng 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 anh chờ mắm châu quá hồng đưa tới pháo hoa rũ nồng mừng cô dâu trẻ du quỳ bùm 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 bùm. Dạ em xin hết. Bạn này dễ thương có duyên lắm á. Tại tao nút bấm đó các bạn. Khi bấm nút thì phải có trách nhiệm với nút bấm. Không phải nút bấm nút là mình bấm chơi cho vui đâu nha. Sau 3 tiếng đếm mình sẽ quyết định. 1 2 và 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Dạ. Nắm tay nhau đi. Hú hồn không? Hú hồn không? Dạ. Hồi hộp quá đúng không? Dạ, hồi hộp. Trời ơi, thấy cái tim đỏ cái là chị còn mừng biết giùm em á. Sao mà Hoàng Minh Hiếu cứ rưng rưng. Tại em thấy anh cũng vui. Dạ. Thấy cũng vui anh đó. Không, anh hứa nếu mà về nhà anh cho em vui hoài luôn. Tối vui lắm. Con má chửi anh hoài à. Thôi. Nắm tay đi. Thằng tay này vui đó. Dễ thương. Dạ. Khi mà mình nhấn nút rồi thì mình sẽ đặt cái nụ hôn lên má. Yên tâm dạ. Đi. Đó, được. Nụ hôn tâm giao thôi mà. Rồi. Tâm giao. Đây là món quà dành cho các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, dạ. Chúc hai đứa mọi điều tốt đẹp nhất nha. Dạ, em xin bắt tay thần tượng em. Chào bao giờ, bao nhiêu năm. Em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh Linh. Như vậy là ta đã đến cặp đôi đầu tiên. Bây giờ Quỳnh Linh, Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm với gia đình và trong công việc. Và con có lập trường riêng của con. Khuyết điểm của con là hay quên. Tính tình con hay thẳng thắn nên là con quyết định cái gì là con phải thẳng thắn với nó luôn. Nên là đôi khi làm người khác lại khó chịu. Ưu điểm của con là con biết làm việc nhà, nhanh nhẹn, siêng năng, cần mẫn. Còn khuyết điểm của con là chắc là con nóng tính nè. Con ít nói, cũng sợ đám đông nữa. Một tuần anh gặp em được mấy lần? Miễn em thích là được. Anh dự định bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Anh dự định thì tầm 6 tháng đến 1 năm hoặc là 5 rưỡi, tùy theo cái lúc mà mình cảm thấy cần mà đủ để mình tiến tới. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ xin mời nhà trai giới thiệu về mình các bạn. Dạ, con chào chú Linh. Rồi, chào dạ, con chào, chào bạn nữ bên cạnh và chào quý vị khán giả các đoàn. Con tên là Ngô Đắc Hoàng Thành, năm nay con 26 tuổi. Con đang sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Con đang công tác tại công ty Vinaquay, tinh thần thép. Con làm công việc cụ thể là gì? Con làm trong nhân viên QC kiểm tra chất lượng ở xưởng cán. Tức là con là kiểm tra chất lượng ha? Con làm kiểm tra chất lượng. KCS đó. Dạ đúng rồi. 26 tuổi hả con? Dạ đúng rồi, con 26 tuổi. Ừ, bên anh mình giới thiệu đi cưng. Lời đầu tiên cho phép con được gửi lời chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và toàn thể mọi người trong trường quay. Con tên là Lê Thị Thảo Nguyên, 24 tuổi. Con là nữ hộ sinh, con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy hả, con làm hộ sinh bệnh viện nào?
Dạ, bệnh viện Hoàng Mỹ, Sài Gòn. À, vậy đó hả? Dạ. 24 tuổi. Dạ. Ôi, ôi giỏi giang quá à. Rồi con cho bạn gái biết về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm với gia đình và trong công việc. Và con có lập trường riêng của con. Còn khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của con là hay quên. Tính tình con hay thẳng thắn nên là con quyết định cái gì là con phải thẳng thắn đó luôn. Nên là đôi khi làm người khác lại khó chịu. Với lại cũng hạn chế về nấu ăn. Lại tính của tình của con cũng hay cảm động, hay xúc động, dễ động lòng. Còn con nói về ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của con là con biết làm việc nhà này, nhanh nhẹn, siêng năng, cần mẫn. Còn khuyết điểm của con là chắc là con nóng tính nè. Con ít nói, cũng sợ đám đông nữa. Vậy hả? Dạ. Con nóng tính cỡ nào con? Em con chẳng hạn con nói là phải làm cái việc đó cho nó xong đi rồi mình nghỉ ngơi, hoặc là mình làm cái việc khác thì nó không làm thì con sẽ bực bội, con cấu. Có đánh không? Lâu lâu con cũng đánh. Con có mấy mối tình rồi? Từ nhỏ tới giờ chắc được 3 mối tình rồi. 3 mối tình? Dạ. Chà, cũng bị dày á. Mối tình dài nhất là được mấy năm? Mối tình dài nhất của con là được 2 năm. 2 năm? Dạ. Cái mối tình gần đây nhất là mới chia tay bao lâu rồi? Cũng 2 năm rồi. Lý do? Trong quá trình quen rồi cứ cãi nhau suốt. Giống như bạn muốn mình như thế này, con lại không thích như vậy. Khoảng thời gian là con vô đây xong cái xa cách, xong cái cách xa luôn. À vậy đó hả? Dạ. Con vô Sài Gòn là chia tay luôn. Dạ. Lý lịch chúng tôi đã xong. Mời nhà trai giới thiệu về đường tình duyên của mình. Con cũng trải qua 2 mối tình chính thức rồi. Mối tình đầu thì bạn đó đang quen thì cũng được tầm gần 2 năm á. Gần 2 năm. Dạ. Xong rồi con đi làm ở trên này, bạn thì làm công ty gần nhà thì cũng quen một người trong công ty. Còn này xa mặt cách lòng đó. Con làm ở trên này con vẫn chạy về. Thì về nhưng ta làm gần chung cơ quan gần hơn, ta không lên trên này, đúng không? Dạ vậy. Mối tình thứ hai thì con cũng quen được hơn 3 năm á. Hơn 3 năm. Dạ, nhưng mà cuối cùng thì hai gia đình khác tôn giáo, không tới được với nhau nữa. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Con tìm cái bạn gái thì ngoại hình dễ nhìn, biết quan tâm, biết lo lắng, với lại biết chia sẻ, có hiếu với gia đình mình chút. Có mẫu hình lý tưởng nào không con? Mẫu hình thì con thích là chị Nguyệt Ánh đóng phim Cổng Mặt Trời á. Nguyệt Ánh Cổng Mặt Trời. Chào thôi. Con. Dạ chào cô. Con có đạo không? Con thì theo tôn giáo Phật. À con là đạo Phật. Dạ. Đúng không? Con dạ con thích đạo Phật. À rồi, con mong muốn cái người yêu của con là giống như chị Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh phải không? Đó là cái mẫu hình con thích thôi chứ không phải lời cũng giống như, tại vì đâu ai muốn mong muốn được cái gì là. Nhưng mà nếu nữa. Còn thế về tính tình thì sao? À về tính tình thì bạn gái đó là hiền và lại biết quan tâm thôi. Có thể cầm ra một chút cũng được, nhưng mà cái gì cũng vừa phải thôi. Hơi nóng tính thì sao? Hơi nóng tính thì con kìm lại cũng được mà. Làm sao kìm nóng tính, chỉ chú ơi. Mình cứ lắng nghe đi rồi kiểu như là mình cứ tạo động lực cho người ta, từ người ta sẽ nghe thôi. Tạo động lực cho người ta khó thêm hả? Kiểu như mình an ủi mình, có thể mình chịu trận nên mình an ủi đi rồi chịu từ trận, từ. Thầy chú chịu trận là phương pháp hay nhất. Mình chấp nhận chịu trận đúng không? Ây, chú chịu trận nhiều cũng mệt lắm con ơi. Đừng có nóng với tôi nha, nóng là tôi chịu trận đó. Tôi xem mắt nhà gái cái coi. Đây, xin dạ, con chào chú Quyền Linh. Rồi, xin chào cô gái xinh xắn ha. Nước da trắng như bạch tuyết, tóc đen như gỗ mun, khuôn trang đầy đặn. Đúng rồi. Nói chung là bà mối sao là nhà gái tôi giống vậy đó. Trời ơi. Nhà gái muốn một người yêu lý tưởng mình như thế nào? Dạ, con muốn bạn con cao trên 1m7. Con 1m71. Đó. Có công việc ổn định, không hối. Không hối. Ô, vô tư. Yên tâm đi, hỏi là người khác hỏi chứ còn bên nó không hỏi, yên tâm. Hỏi nhưng ta hỏi hiền hòa, hỏi nhẹ nhàng. Là con hỏi hả cô? Hả? Con hỏi. Không, người hai bên đó có hai người thì một người hỏi, người không hỏi. Con hiểu chưa? Dạ. Còn hên xui, ngồi nó con gặp đi, con biết ai hỏi liền. Hỏi rồi sao? Tóc ở phía trước chú. Hỏi là đó. Thông minh chứ sao? Ủa? Con thấy không, những người hói là những người lãnh đạo không đó con? Chuyện đó gu của mỗi người, người ta đương hỏi về gu. Đôi khi hói cũng là... Thì cái chuyện đó là ai cũng biết, những người hói là những người thông minh, những người giỏi giang, những người giàu đúng có, rồi. Những người có tiền. Mình... Nhưng mỗi người mỗi gu. Gu thì gu, nhưng mà bây giờ giữa một anh á, là hói thông minh, giỏi giang, yêu thương vợ con, với một người không hói đẹp trai mà không thương yêu vợ con, không có giỏi gì hết, chọn ai? Mà ví dụ cái người mà không hói người ta cũng yêu thương vợ con thì sao? Chưa yêu thương vợ. Thì ta sẽ chọn cái người không hói. Con nói tiếp đi. Con không thích hút thuốc. Hút thuốc không con? Hút thuốc không? Con không biết hút từ nhỏ lớn. Không biết hút luôn. Không cờ bạc rượu chè. Không cờ bạc nhưng mà rượu chè thì lâu cũng có uống vài bia chứ. Biết quan tâm con. Là quan tâm bạn gia đình đó. Đôi khi con quan tâm quá mức thì sao? Quá mức mệt. Cô thấy là cái bạn bên đây á, là những cái gì mà con yêu cầu làm như nó bị dư ra luôn á.
Của con là ta gọi là hộ lý, hộ sinh. Hộ lý đó, 24 tuổi rồi nè. Hộ sinh. Hộ nữ sinh. Hộ sinh, đó. Nữ hộ sinh, tức là sao con? Là công việc cụ thể con là sao? Là đỡ đẻ đó hả? Dạ. Có khi nào mình học lên bác sĩ này kia không? Dạ không, cái ngành của con không có học lên bác sĩ. Ủa, hộ lý là mình học làm sao? Học ở đâu? Con là giống như điều dưỡng nhưng mà ngành của con là nữ hộ sinh. À, nữ hộ sinh đúng không? Hộ lý là khác nữa. Hộ lý là khác nữa. Hộ lý là làm gì? Hộ lý là phụ giúp tụi con nữa. Hộ sinh là gì nè, lúc mà mẹ mà sanh em á, có bác sĩ thì có những cô hộ sinh đứng bên cạnh đúng không? Dạ. Rồi bác sĩ cần cái gì hoặc là có cái chuyện gì gấp một cái là nữ hộ sinh là phải hỗ trợ cho bác sĩ ngay và liền. Nếu như mà lỡ giữa đường mà không có bác sĩ đỡ đẻ đó thì con có thể đỡ luôn được không? Dạ được. À, cũng có kinh nghiệm rồi đúng không? Dạ. À, hay chứ. Thôi vậy là được đó. Mà mới có 24 tuổi. Quá giỏi, vậy là giỏi rồi. Sao con nghe con phê không? Dạ cũng ok. Quá trời phê luôn, nói thiệt với con luôn. Tự đẻ tự đỡ cũng được nha con nha. Hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với ba với lại các bác của con. Dạ, chào ba. Thôi chào nhà trai. Dạ, xin chào hai MC anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Thôi. Kính thưa chào quý vị khán giả trong trường quay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ngô Đắc Hiệp, là ba của Hoàng Thành. Dạ. Anh em mình cùng họ đó anh, Ngô Đặng Hồng Vân đó anh. Dạ dạ. Ba cũng thấy là bạn gái tuổi trẻ nhưng mà có công việc ổn định làm ăn, tính tình cũng hòa nhã, cũng phù hợp theo cái mẫu người của con là mong muốn. Ba cũng mong hai đứa sau tạo điều kiện cho gặp gỡ và hẹn hò và có thể mình tiến xa hơn trong cái chuyện hôn nhân. Rồi. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn ba. Con đi với ai? Dạ con đi với bạn con. Con đi với bạn con à? Đâu dạ. Bạn đâu nè? À chào con. Đây của bạn là có hộ sinh hộ lý gì không? Dạ giống con vậy. À giống luôn hả? Làm chung cơ quan đó. Nó nghe nè, mấy nữ hộ sinh toàn đẹp không ha? Nhát vậy sao lúc đó đỡ đẻ có nhát không con? Đỡ đẻ mình phải rèn tay chứ ạ. À? Con nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 25 ạ. Trời giỏi quá ha. Bây giờ mấy nữ hộ sinh toàn trẻ trẻ không à? Ừ. Con xin chào chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Nay con tên là Hoàng Điệp đến cùng với bạn Thảo Nguyên. Qua quá trình giới thiệu con thấy bạn trai cũng khá ok, tính tình có thể kiềm chế lại bạn của con. Nếu như mà anh quyết định chọn thì có thể hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu sâu xa hơn xí. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi nha. Bây giờ không gian là của Thành đó nha. Cố gắng giống như tên của mình là hoàn thành nhiệm vụ. Bắt đầu. Dạ, em chào anh. Anh thì lên đây có một quà là tôi em tặng em. Dạ, em cảm ơn. Đưa cô cầm cái bông giùm cho. Con nhận quà đi xong rồi mở ra coi là gì. Ừ. Đây là cái chả lụa nhà anh làm từ gốc Huế, nhà anh làm. Gốc mà Huế hả anh? Đúng rồi, anh gốc Huế. Dạ, em cảm ơn. Chả lụa Huế là bá cháy luôn nha con. Con có mở ra coi bạn gái tặng con cái gì? Dạ, con tặng ảnh một cái khung ảnh. À, hy vọng là hy vọng sau này ảnh hai đứa sẽ trong này. À dạ, con nói giùm cho bạn luôn đúng không? Dạ. Rồi con để đây đi con. Mình quay mặt lại, đối diện với nhau, cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Dạ con thấy bạn nữ cao, trắng, mặt cũng dễ thương như cái mẫu con ghi trong cái form. Đúng gu luôn hả con? Dạ. Hay quá. Anh quê ở đâu? Anh là quê Thừa Thiên Huế nhưng mà anh sinh ra và lớn ở trong này. Anh là anh ở trong này luôn, ở Vũng Tàu luôn. Đúng rồi. Ví dụ như mà em làm việc ở Sài Gòn, em muốn anh cũng ở Sài Gòn với em thì sao? Thì cái đó vẫn chấp nhận được, tại vì anh làm ở công ty thì anh đi làm theo ca sản xuất á, có thời gian anh cũng rảnh rỗi nhiều. Ví dụ như anh ở Vũng Tàu, em ở Sài Gòn như vậy á, thì một tuần anh gặp em được mấy lần? Miễn em thích là được. À, miễn em thích là được. Anh dự định bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Anh dự định thì tầm 6 tháng đến 1 năm hoặc là 5 rưỡi, tùy theo cái lúc mà mình cảm thấy cần mà đủ để mình tiến tới. Anh có gì hỏi em không? Em làm hộ sinh đúng không? Dạ. Thì bây giờ em đang ở bệnh viện nào? Em ở bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Ví dụ bây giờ anh muốn em về Vũng Tàu, anh xin vào trong bệnh viện Bà Rịa hoặc là bệnh viện Vũng Tàu để cho em làm, thì em nghĩ sao? Thì em nghĩ là chắc là lấy chồng thì phải theo chồng. Khi trong cái thời gian mình quen biết, mình tìm hiểu nhau, cảm thấy phù hợp chỗ nào thì mình sẽ tiến tới chỗ đó luôn, để mình tiến tới cái hôn nhân luôn. Ai cũng nói là an cư lập nghiệp mà, cái gì phải chắc chắn mình mới đi. Có thể là đi chậm nhưng mà chắc, chứ cũng đừng có vội mà đi nhanh cho kịp người ta, cuối cùng thì quay lại chả có cái gì trong tay hay là không biết cái gì hết, thì đó cũng thua thiệt nhiều lắm. Dạ. Tương lai xa mình lấy nhau thì ai quản lý kinh tế, tiền bạc ai giữ? Chuyện quản lý kinh tế thì chắc để bạn gái, con không cần được tiền.
khi mà con cầm tiền trong tay thì con toàn đi mua tất cả gì cảm thấy tốt nhất cho ba mẹ với ông bà anh em, chưa bao giờ sắm sửa mình. Có thể là đi mua cái áo hay mua cái quần cho mình đó, thì thấy tiếc, nhờ bỏ ra vài triệu mua đồ ăn cho ba mẹ, miễn ba mẹ thích ăn cái gì hay là thích cái gì đó là mua. Không có tiếc cái gì hết. Khi hết tháng ba mẹ hỏi tiền gì hết chưa, kiểu hết rồi. Em rất thích đi chùa, anh có sẵn sàng đi chùa với em không? Anh rất là thích, tại vì anh cũng thời gian học lớp 11 anh ở trong chùa luôn, vừa đi học vừa làm ở chùa. Thời gian anh rảnh rỗi anh cũng đi làm công quả ở chùa hoặc đi làm công tác từ thiện. Sanh trai gái rồi đó, trao đổi nhau luôn đi. À, cái chuyện sanh con thì tôi, người ta nói là dù gái hay trai chỉ hai là một, ai chỉ hai là đủ. Chỉ hai là một lạ lắm à. Tại vì anh là con trai trưởng á, ba mẹ lại muốn là có thể là con trai sinh con trai để mà gọi là nó giỏi, nhưng mà anh là thích sinh con gái hơn, anh thấy con gái dễ thương. Dụ như sinh con gái không có được không? Hai đứa gái vẫn được chứ, tại vì nhà anh ba là con trai là khỏi lo gì đó. Sinh hai đứa gái ngon lắm á. Tại sao không là hai đứa gái một đứa trai như nhà tôi? Dù gái hay trai chỉ hai là một. Thôi Linh chuyện mà sinh con không? Nhiều hay ít thì vì đó tùy theo vào sức khỏe, với lại tùy theo vào cái điều kiện mình có để mình chăm sóc con không? Tại vì sinh ra được phải nuôi được. Dạ. Nhưng mà sinh nhiều thì tốt hơn, tại vì sau này ví dụ là có già thì con cái nó đỡ đần nhau, nó giúp ba giúp mẹ thì vẫn chia bớt cái chia sẻ cái biết trách nhiệm. Đỡ đần không hay là mình mệt đó? Ở nhà con ba thằng, thằng nào cũng muốn ở với ba mẹ hết, nhưng mà ba mẹ chỉ cho thằng Út ở thôi, còn hai anh lớn rồi đi ra lập gia đình đi. Là anh là sau này lấy vợ là ở riêng. Đúng rồi, ở riêng. Ba mẹ chỉ muốn ở với Út thôi. Dạ, ba mẹ muốn ở với Út thôi. Sao vậy? Tại vì Út ở nhà biết làm việc nhà với lại còn đi học á. Anh có biết làm việc nhà không? Biết chứ. Ở nhà anh thì ba thằng ở nhà đều chia nhau ra làm, để giặt đồ rồi để chén đứa nấu cơm. Dù như mà em trực về em mệt em ngủ á. Ôi, chuyện đó đơn giản thôi. Em được không? Cái chuyện đó thì em về nhà sạch được rồi. Đôi khi anh đi vào nhà thấy dơ nhà như chưa, anh phải quét liền, chứ đi nhám chân khó chịu lắm. Tại em cũng kỹ tính á, em không thích ở bẩn. Đúng rồi, cái nhà phải sạch chứ. Nếu bây giờ có một cuộc cãi vã đỉnh điểm luôn, dạ, ai sẽ là người nhường ai? Thì lúc đó thì con sẽ im lặng, có thể là chở em đi đâu đó không mát, hoặc là mua em thích ăn cái gì anh mua về cho em ăn. Rồi con em muốn nói gì em mới nói, khi nào mệt nghỉ. Cái đó tôi tin á, tại vì con trai Huế rất là nhẹ nhàng, rất là nhường nhịn. Đó, ví dụ như bạn Long Nhật của tôi đó. À, bây giờ thế này nè, bước tới nắm tay bạn gái ha. Dạ. Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và hát một bài nào đó tặng bạn gái đi. Nào, nắm hai tay nha. Con rung. Đây là cơ hội các bạn giao lưu cảm xúc với nhau, nhìn đối diện trực diện luôn. Nắm hai tay, cảm đầu nhận. Đầu tiên gặp thì anh hát một bài tặng anh nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến em. Hay quá. Rồi bây giờ vẫn nắm tay được, cứ buông tay ra. Hay ha. Thầy. Say đắm nhẹ nhàng, mắt hấp hiêm, nhìn xoáy vô mắt của mắt bạn. Gì? Hấp hiêm, mắt hấp hiêm là vậy nè. Đó, hát mà mắt hấp hiêm vậy nè. Đó thì đúng rồi, nghe từ mắt hấp hiêm. Chết hết. Nãy giờ hai đứa ra nói chuyện cũng nhiều rồi. Cảm xúc của con đối với người đối diện như thế nào? Con thấy ảnh cũng hiền, biết quan tâm mọi người, đó là có những cái tính hợp với con. Còn bạn trai muốn nói gì? Anh muốn em với anh chụp cho nhau cơ hội để mình tiến tới một con đường xa hơn. Anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất. Là vị trí để tay mình nút bấm các bạn. Chúng ta nên kiểm tra lại con tim một lần nữa. Nếu thật sự chúng ta rung động, đừng ngại ngùng, bấm ngay cái nút đó. 30 giây suy nghĩ để quyết định. Bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau. Hôm nay thì có ba của bạn trai rồi. Bạn gái nói gì đi? Dạ, con chào bác. Con xin phép bác cho con với ảnh chính thức quen nhau. Có gì bác nâng đỡ con, bảo vệ con. Có gì bác bảo vệ con. Rồi, bây giờ đặt cái hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi nào. Và đây là những món quà từ chương trình gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal
M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Như vậy là chúng ta đã có hai cặp đôi đã đồng ý hẹn hò với nhau, chúc mừng họ. Mà các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netlove. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội để các bạn có thể kết nối với cặp đôi hẹn hò trực tiếp tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng hành cùng với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Một, hai và ba. Có thời gian. Nay em đến đây là em họ của anh Phú. Anh Phú là người sống nội tâm, có sở thích là ăn chay, rất là hiền. Anh cũng có mấy mối tình rồi nhưng mà thấy toàn là thất bại. Em nghĩ sẽ một người hợp với ảnh là một người vui vẻ, sẽ giúp ảnh hoạt bát trong cuộc sống hơn. Tại vì ảnh là người sống nội tâm, một người vui vẻ, hòa đồng. Cảm xúc hiện tại thì mình rất là nôn, mình rất là cũng vui mừng khi được đến với bà chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Khuyết điểm của em thì hút thuốc. Hút nhiều không? Dạ, cũng ngàn gói. Ngàn gói hay là nhiều rồi đó? Ngàn dạ. Gói lận hả trời. Còn gì nữa không? Thì ăn không biết sao nữa mà tối chiều đến là cái nó cứ bùm bùm nha. Bùm bùm gì? Dạ, đeo đánh giấm. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Hút thuốc với lại không có lo công việc á. Hút thuốc đây thì hút gói đó, bỏ được không? Dạ được, có bạn gái động lực là em sẽ bỏ được. Có động lực bỏ được ha. Dạ, tự dù... cúng thui thủi mình khó. Dù kia bỏ được không? Dạ em đâu có cố ý làm đâu, em bỏ những cái bụng em nó làm á. Em nghĩ hiện tại giờ cũng rất là vui, thì mình cũng lớn tuổi rồi. Bạn Minh Hiếu đây cũng lớn tuổi rồi thì rất là vui cho nhau cơ hội để tương lai tươi đẹp hơn. Chứ không biết gì hết. Chứ không biết gì hết. Mình thấy là nói chung là lần đầu tiên thì gặp cũng không biết gì hết. Mình nghĩ là chắc có thể là bạn bè trước sau này, nhưng mà nếu mà thực sự là mình có một cái gì đó gọi là phát triển hơn nữa, hay là có một cái gì đó điểm chung, thì lúc đó mình sẽ ok, lúc đó mình tính sau. Tại vì cũng mới lần đầu tiên gặp à, chưa biết nói gì hết. Không biết nói gì hết. Để thời gian phải trả lời. Cả thanh xuân em để yêu quyết giờ ở không luôn. Giờ cố gắng sao mà cua được cái cô bên đây á. Dạ. Là cô Hiếu đó, là dừng lại luôn nha. Dạ em thèm một gia đình nhỏ lắm. Ừ đó. Dạ. Khi mà mình nhấn nút rồi thì mình sẽ đặt cái nụ hôn lên má. Yên tâm. Dạ. Đi. Đó, được. Nụ hôn tâm giao thôi mà. Rồi.
gặp nhau. Một, hai, ba. Hết thời gian. Em thấy vui. Thì hôm nay con yêu rồi. Mến là cái cảm giác đầu tiên thì em gặp. Thì từ từ ra tìm hiểu thì em sẽ cho nhau những cái gọi là cái cung bậc cảm xúc và có cái cơ hội đó, tìm hiểu nhau dễ kỹ hơn. Thì mình để mình tiến xa hơn. Mình là một cái nền tảng nào đó vững chắc thì mình sẽ bước cao hơn tí. Em gặp ảnh em thấy cũng dễ mến. Ảnh hiền đó, hiền thì được. Tại vì em cũng lâu lâu hơi hung dữ. Em sợ nước mắt phụ nữ. Ngay cả mẹ em, cho dù là mạnh mẽ cái nào mà cứ thấy phụ nữ mà rơi mắt đó là em cũng không có bao giờ mạnh mẽ nổi. Nên là cái chuyện mà để bằng nửa rơi mắt thì chắc em cũng không dám làm đâu. Em cũng có hay khóc. Ví dụ như mà em làm việc ở Sài Gòn, em muốn anh cũng ở Sài Gòn với em thì sao? Thì cái đó vẫn chấp nhận được. Tại vì anh làm ở công ty thì anh đi làm theo ca sản xuất á, có thời gian anh cũng rảnh rỗi nhiều. Ví dụ như anh ở Vũng Tàu, em ở Sài Gòn như vậy á, thì một tuần anh gặp em được mấy lần? Miễn em thích là được. Khi mà mình đang hiểu thì thời gian ở làm việc ở công ty em cứ làm 2 ngày, em nghỉ 2 ngày. Thì thời gian em nghỉ 2 ngày đó thì em sẽ lên chơi với bạn hoặc là em đi thăm bạn. Em thích đi xem phim, chắc em sẽ rủ ảnh đi coi phim, đi ăn, đi chơi với bạn em nữa. Em làm hộ sinh đúng không? Dạ. Thì bây giờ em đang ở bệnh viện nào? Em ở bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn. Ví dụ bây giờ anh muốn em về Vũng Tàu, được anh xin vào trong bệnh viện Bà Rịa hoặc là bệnh viện Vũng Tàu để cho em làm, thì em nghĩ sao? Thì em nghĩ là chắc là lấy chồng thì phải theo chồng. Khi trong cái thời gian mình quen biết, mình tìm hiểu nhau, cảm thấy phù hợp chỗ nào thì mình sẽ tiến tới chỗ đó luôn. Để mình tiến tới cái hôn nhân luôn. Ai cũng nói là an cư lập nghiệp mà, cái gì phải chắc chắn mình mới đi. Có thể là đi chậm nhưng mà chắc, chứ cũng đừng có vội mà đi nhanh cho kịp người ta, cuối cùng quay lại chả có cái gì trong tay hay là không biết cái gì hết. Rồi cái khoảng cách mà khi mà tiến tới hôn nhân để mà làm việc á, thì mình cứ cảm thấy nếu bạn về được Vũng Tàu làm việc thì mình thì em sẽ bạn về chuyển về Vũng Tàu làm. Còn nếu mà không được á thì em với bạn có thể là tìm một cái chỗ khoảng cách nào đó để mình rút ngắn cái quãng đường lại cho đỡ nguy hiểm hơn mà. Em thì chắc cũng phải quen xong rồi ổn định khoảng 1 năm, xác định tiến tới hôn nhân thì bắt đầu cũng như ảnh vậy đó, thì mới xác định là về đâu để lập nghiệp luôn. Các bạn gọi là cảm ơn đó. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em ôm nắng như khi em buồn, anh sẽ ru em cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn anh vẫn giữ em trong lòng, dành tròn con tim nguyện trao đến em.
Dạ thì em thả thính cũng quá trời nhưng mà lại cũng không có ai dính. Có cam, có quất, có đào mà có thêm em miệng được ngọt ngào và nóng. Thính anh cỡ đó mà đang, từ trước tới giờ không thấy anh bảo là không ai dính anh được nhờ. Chắc là anh nghĩ là anh để chờ em đấy nên mới chờ tới hôm nay. Khi mà anh gặp một người chân thành thì anh có thể quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh có thể làm việc. Dạ, tại vì em có thể là lo được về việc về gia đình, về nội trợ. Còn những công việc mà thêm về tháo vát những việc ở bên ngoài xã hội hay là những cái việc gì to lớn thì mong chờ người đàn ông. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.